chuẩn bị vô bàn tiệc nha. Có nhỏ cháu nữa mà nó không có chịu cho thấy dung nhan. Nè, bún nước lèo của mình nè. Có cá nè các bạn. Cá nè nha. Thịt quay. Và tôm, tôm tép vậy đó. Với lại bắp chuối nè. Rau muống giá. Giờ trộn lên. Chưa có giá. Nói giá mà không có giá. Rồi. Một miếng cá lóc ruộng nè. Ngon lắm. Rồi xin mời các bạn nha. Thưởng thức với hai vợ chồng mình với nhỏ cháu mà nhỏ cháu nó không cho thấy hình. Rồi, rồi xin mời. Nãy ngày mai mình nấu bún nước lèo, thành thử mình mua 300 gram nè. 300 gram mắm sặc với lại Tấm bò mắm bò là chung luôn, hai thứ chung luôn nhưng mà mắm sặc nhiều hơn mắm bò. Mình để vô nồi nước để mình nấu. Mình nấu để qua đêm nó mới là lắm cái nước trong ra nè. Giờ mình nấu này nè. Rồi mình mới đổ ra, mình bỏ cái xác. Rồi mình ngâm qua đêm. Để mà lấy cái nước trong mình nấu bún nước lèo. Mình nấu á, nó gã ra nè các bạn. Nó gã ra còn xương cơ mà. Bây giờ mình bắt xuống mình đổ qua cái nồi. Bắt xuống mình đổ qua cái nồi này nha. Mình lọc cái xương lại bỏ. Mình đổ cái nước qua cho nó nóng rồi giờ còn cái phần xương còn lại. Từ ngày mai nó nóng thêm một phần nữa mình lấy cái nước trong. Hôm qua mình để tới bữa nay qua đêm thì nó lắng xuống rồi đó. Bây giờ mình sang cái phần nước trong qua nha. Đây cái phần cặn này thì mình bỏ nè nghe. Như vậy thì cái nồi nước lèo nó mới ngon, nó mới trong ngon. Rồi phần cặn này là mình bỏ nè. Xin chào các bạn, chúc các bạn mình ngày mới lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình nha. Hai vợ chồng mình hôm nay sẽ ăn món bún nước lèo. Bún nước lèo thì mình có chuẩn bị cái nồi mắm rồi. Bây giờ thì nguyên liệu nó có con cá lóc nè, con cá lóc ruộng mình mua, lắc hồi mình luộc, lấy cái thịt, rồi thịt ba gọi thì mình mua ở chợ, tôm thì mình đã luộc xong, ăn kèm với giò chua quẩy. Nấu bún nước lèo này mình có hai trái dừa tươi, rồi để thêm đậm đà cái mùi hương vị của nước lèo thì mình có ngải bún với sả nha các bạn. Ngải bún với sả làm nhiều thì cái nồi nước lèo nó rất là thơm, thơm bát ngát luôn. Rồi xin khi yêu thích cái món bún nước lèo ở Sóc Trăng, mời các bạn cùng vào bếp làm với mình. Xin mời. Khi luộc cá mình cho một vài cọng sả với vài cái củ Ngày ngải bún. bún. Giờ nước sôi mình để nó vô nè. Nước sôi mình để vô xong rồi mình thả cá vô. Mùi sả với mùi ngải bún nó bay lên thơm quá các bạn ơi. Rồi mình luộc như thế này nè, cái miếng cá mình rất là thơm ngon. Giờ thì nó đã chín rồi. Chín rồi mình vớt ra cái thau nước nha. Thau nước lắc hồi mình luộc luộc cá nó rất là dễ.
Xin mời. Xin mời cả nhà Bún nước lèo bún nha. nước lèo. Vui. Rồi, cũng ly nè. Cô nàng. Vô. Nó sợ thấy nó liền. Trời ơi, tính có nó mà nó cuộc nó không chịu đâu quay dám đâu. Nhát lắm. Chị Yến bữa nay là coi như là đi công chuyện thôi, chị Yến ghé nữa. Má của con Hồng đó. Ờ, má Hồng. Quá trời ngon luôn. Được không? Xuất sắc. Ừ, ngon thiệt. Chúc anh ngon chơi. Ngon thiệt, chơi nghe các bạn. Hai trái dừa. Cô Mai là nấu mà quá ngon, Sóc Trăng là bún tèo cô Mai là xếp xác. Có nước dừa vô nó ngọt quá không? Không có đối thủ nữa. Cái này là phải nước dừa. Ăn cô bảy là mũi. Dạ. Bún tèo cô Mai là không có đối thủ nữa. Nhà có mai mở ra không? Mở mở ra mà bán hả? Thì nó sập tiệm. Bán chỗ này sập tiệm. Bán chỗ này sập tiệm mà. Chứ không mình bán bán chút. Không có bán bán chút. Thiệt chú. Khoái ruột cá nha. Ừ, có mai rồi đó. Ông đi. Cô Mai làm là chất lượng cao luôn á. Giống ruột cá là biết cá đồng phải không? Cái ruột như xíu à. Với lại nó tưởng cô Mai là cá không bao giờ tanh. Cá là nó giúp luôn á cô Mai ha. Hấp. Rửa chanh ha, rồi cô Mai rửa rượu ha. Hai ba lần luôn, rồi rửa muối, rồi cái nước súp ngon nữa nè. Rồi rửa cá thì bỏ xả với ngải vô làm luộc tẩy cái nguồn tẩy quan trọng không, ngải nó ngon quá nè. Cá thì để ngoại bún với lại xả vô luộc. Mà quan trọng nước súp nó ngon quá. Ừ. Từ nước dừa tươi với lại ngải xả nhiều. Dừa thì mua dừa cứ cạy chút, nước nó mới ngọt. Cái thì mua dừa nó đạt nó chua hơn, nó đạt nó ngọt. Thịt nó ngon, nó thịt mình đạt nước. Quá trời ngon, không đủ quay hả? Thằng Hồng nó đi dạy bản rồi. Ồ, oh, vậy hả? Ừ. Nó, bữa cái loại quán con á. Nó về có thăm con á. Hai tuần à. Nó là thăm con. Ừ. Nó về được có hai tuần à. Rồi mẹ nó đưa nó về chảnh đi, rồi mẹ nó về đây ở tiếp hai tuần nữa. Có lời thăm con bữa đó. Ừ. Cô Mai thấy chụp hình đó. Cô Mai thấy chụp hình không? Ừ. Cái muối với ngồi chung với Hồng đó. Con khóa cô Mai con muốn chạy tới đây chứ dễ gì vậy? Con đi đâu không có đi đâu á. Biết. Con hà gian. Khóa cô Mai biết. Biết bà chủ bự mà. Đăng. Hai ba cỡ. Không chuyện nhiều quá. Hai ba cỡ. Rồi phải đến tiền. Có. Công chuyện nhiều. Công chuyện gì? Công chuyện gì? Lính lát làm hết trơn rồi. Không ý á cô Mai. Cô đi có mệt á. Mệt lắm á. Ừ. Ngất rồi. Lúc nào cũng có chỗ đó là có gì mà sao lại hỏi mình. Không á. Nước rất ngon quá. Quá ngon. Rất nhảy với... Nấu cái này không hòa tiện xả với ngải bún. Ừ. Nhưng mà nói tiếng hờ không hòa tiện chứ mà mình cũng phải liều lượng. Chứ mà làm quá thì nó cũng đắng. Cái ngải ra nhiều nó cũng đắng. Đắng. Ừ. Giờ chừng nào nấu bán là con chạy bàn cho nè. Ôi trời trời. Ai cho cô Mai đi muối. Rồi. Cũng. Đâu. Cũng cùng đó. Cảm ơn cô Mai có bữa ăn ngon quá xuất sắc. Chất lượng cao luôn. Quá ngon luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Làm nở luôn mũi. Tuyệt vời. Ngon hiệu.
Thật tuyệt vời. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Khi yêu thích cái món bún nước lèo Sóc Trăng, các bạn ủng hộ mình coi hết clip. Rồi xin chúc các bạn mình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc gia đình nha. Xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại.